trường mầm non TTC Sài Gòn. Những gương mặt rất là rạng rỡ và rất là vui của các bé, và chắc chắn rằng là quý phụ huynh chúng ta cũng sẽ không thể nào quên được những phút này, đúng không ạ? Và bây giờ các bạn lớp Well 2 ơi, cô Phương sẽ gọi tên từng bạn nhé. Bạn nào được cô Phương gọi tên, chúng ta sẽ bước thẳng lên chỗ cô Thanh và cô Phượng để cùng thực hiện nghi thức trao giấy chứng nhận nhé. Đầu tiên cô xin mời bạn Nguyễn Phúc Khang. Bạn Trương Minh Châu. Cô cảm ơn bạn Minh Châu, và tiếp theo cô xin mời bạn Nguyễn Nhật Nam. Bạn Trần Ngọc Bảo Châu.